người đã quay trở lại kênh YouTube Cơ Lộc Bay. Và anh em mình giới thiệu với mọi người bộ câm đùm liền cho Sonic FE150 gắn như zin nha mọi người. Và bên mình là gồm những cái đùm mạ gom SDS luôn lồng nhôm nha. Và đây là niền Solid Thái. Câm thì câm Thái bên em mà của bên mình hay dùng. Đây đùm trước sau nha. Đẹp cực kỳ. Bao gồm 5 con ốc luôn. Đây. Cái này là gắn như zin và cái vỏ Michelin City Grip Go. Size 60 70 nha mọi người. Rồi đây là có một số đó anh em cũng hay gắn cái size vỏ size nha. Ở đây mình giải thích một số về hướng cách đi vỏ này luôn. Ây, có nhiều anh em sai lầm khi đi gai. Và đây là cái chiều đúng rồi của thằng Michelin đưa ra cho chúng ta đi là phải là hướng này nha mọi người. Đây là hướng dài tới. Tại sao mà đi như vậy thì hả, đơn giản những cái khe này khi chúng ta đi vô nước chúng ta thắng sẽ hạn chế trượt ngã. Đây là lượt khi nó xuống nha. Đây là khi nó xuống là nó chẻ đường nước ra rồi, do đó nó sẽ hạn chế lại. Và nếu đi đúng là nó gai ngược như thế này, chúng ta sẽ nhìn thấy ngược lại, như vậy mới đúng nó. Rồi có nhiều anh em thì đi gai kia hả, muốn đẹp thì cứ đi cái này, còn nếu đúng chất của thằng Michelin này rồi chúng ta đi ngược nha, chúng ta sẽ ngược lại, cái chiều gai sẽ ngược lại, mà khi xuống thì nó sẽ trẻ đường nước nha. Hả? Rồi anh kêu mọi người nha, giá combo thì giá sinh viên thôi.